Rồi, xin chào các bạn nha. Thấy cái khu vườn của mình nửa nửa bên nắng nửa bên không, trong đây nó không có nắng á, không ngày lâu lắm rồi. Hôm nay mặt trời nó xây về hướng bên đây á, hướng đây nè, nó mất cái nhà cho nên nó nửa bên nó có nắng nửa bên nó không. Đọt bí của không mình trồng hôm nay nó có đọt này các bạn. Hôm nay mình ra mình cắt. Bây giờ mình hấp cá lóc mình ăn. Cắt mấy đoạn này cho bốc cho nó ra chút, chừa khoảng chừng 3 mắt á để chịu vô phân đó. Đây là cắt tới đây nè. Chừa khoảng chừng 4 mắt hoặc 3 mắt thôi. Để Được cho chưa? nó à. Cái này nè, cái này ra coi ha. Rồi. Đó. Thế nào? Thôi đi. Cắt con cắt hết đi. Cắt hết luôn đi. Này tới đây ha. Này À, vừa mắt chừa này là chừa 3 mắt 4 mắt cho nó nhảy đọt nữa. Đang đem cái gỗ qua. Các bạn thấy cọng bự ghê không? Nè. Ủa cái này chưa, hình như chưa cắt đúng không? Này đấy. Dạ. Nè, cái này là chưa Cái cắt này đúng chưa không? có cây mà cắt vậy? Chưa có cây. Chưa đọt nè. Ồ, cái bộ Hình như cái cục này nó đọt cái bự gì dữ. à? Thấy cục đọt cái gì Ừ, á? này bự dữ nha. Làm gì gấu? Các bạn thấy mấy con này nó ăn ghê nè. Này nó ăn lá nè, không còn gì luôn. Thấy cái đọt, thấy cái lá như vậy nè, không phải là nó bệnh đâu, do cái lá loại lá như vậy đó các bạn. Lý bí siêu đọt. Gấu đi heo à, Nó quậy. mình cắt vô mình nay mình hấp hấp với cá lóc mình ăn chiều có ăn vô phân đó. Bạn thấy gấu không gầy nè, gấu gấu không gầy, gầy dáng con gấu rồi. Nhìn mặt Đây lì hết còn sức. đâu mà số đây. Tay coi, giỏi. Tay kia. Tay kia. Gấu, tay kia. Bắt tay, ừ, giỏi. Rồi xong. Ở đây là cây gỗ rồi nè các bạn. Này tẻ vô mình hồi mình chấm cái kho mình ăn chút. Bên kia à, bên kia mình sao bắn cho nó bự hơn kìa. Đâu đâu, bên đây hả? Kia bên mất hả? À, biết tôi biết sao mà nó bự không? Ít phải không? Nó có nắng, với nít nữa. Đây là nhổ hết luôn hả tỉa? Đây nhổ hết đi. Bên kia hết tỉa. Thôi chừa cũng vừa vài cây cho nó bự chút. Chừa cho nó thưa ra. Cái gỗ. Rồi mình chấm cái kho mình ăn. Nắng quá, nắng quá xá. Mà xe. Thì là cái bông nè. Cái tiêu quý hôm qua là mình có làm mình ngâm đường nè các bạn. Hôm nay mình bắt đầu mình ngào nó nè. Cận này nữa là xong thôi. Chắc nước ra mình ngào nó trước rồi mình để cái tiêu quý vô sau. Cặp cái cục xương luôn kìa. Cục xương thiệt luôn, khỏi cần là xài xương xương giả. Cái vườn lắm không? Hôm qua ra dọn cái bụi bạc hà, thấy cọng bự ghê không? Nằm ở trong trong bụi bạc hà luôn á. Cái này mình ăn luôn nè chú Út, mấy cái lá luôn nè, ừ, lột ăn luôn á. Cái lá mình già chắc bỏ, lá bỏ. Cái cọng á, cái cọng mình ăn với lá mình bỏ. Chút nước cho. Thắng nước nước đường cho lại chút mình để tắt vô. Ngâm ban đêm một cái màu nó sậm thấp như rồi. Nay nhà mình ăn cơm với cá, toàn tập cá he kho cha me
và cá lóc mình hấp với đậu bí nhà mình trồng nè. Ba con cá he và hai con cá lóc. Hai con cá lóc cũng ngon, mình cá đồng đồng mình đây đó. Hai con nhiêu tấn? 55.000. 55.000. Còn 32.500. Cái đậu bí này có gai nhọn ghê, cứng nè. Ở trên mấy cái lá đâm đụng tay luôn. Nè các bạn thấy gai nó không? Nè. Cứng cứng rồi nãy đâm đụng tay luôn. Mà này ăn giòn ghê lắm. Gấu miệt mài với hai cục xương. Rồi, hấp dẫn nha. Cái mỡ hành ướp vô. Tại cá lóc mình để vô đây. Bây giờ mình sẽ ướp cá lóc trước nè. Mình phi tỏi cho nó thơm. Ở trong đây có hành tím mà. Tỏi, tiêu, tiêu, bột ngọt, đường, gừng nè. Gừng đúng không? Có luôn. Có gừng luôn. Tấm thớt chảnh kìa. Mẹ để mẹ muốn khứa ra mẹ. Khứa ra nó thấm. Phải khứa luôn hả? Nó ấy à. Khứa rồi bể hả? Nó không ngon cá. Tại vì cá này nhỏ, con nhỏ mà. Gừng. Tôi miễn sát bằng tay luôn á. Ừ, giỏi. Đây là bí mình rửa xong rồi nè. Như vậy đủ rồi. Cái này á, là mình ướp cá chút cho thấm rồi mình để cái cộng dưới này đi. Để cộng dưới xong rồi để cá lên. Cá lên, đúng rồi đó. Xong rồi mình đẩy lên hả? Rồi cái lấy cái lá, rồi mấy lá đẩy nằm trên. Hồi nãy quên để lá lại chút. Dạ. Mình đẩy hùm lại. Con lấy nè. Lấy mấy này nè. Giống như mình hấp lá mướp vậy đó. Ngắt mấy này nè, cái đọt nè, ngắt ra đẩy lên. Cộng. Ba con cá he. Bự không? Đố mày ba con này nhiêu các bạn? Cá này chắc rẻ quá. Không có nhiêu. Đâu? 100.000 ký. 100.000 ký. Dạ, cái này cũng cỡ 100 ngoài à. Không, 101. Là 1 ký 1. Hay không? Cá này mình kho mình để giải luôn nha các bạn. Giải thì nó béo hơn. Mình rửa mè. Mình rửa chanh nào cho nó sạch nhớt là được đấy. Hồi này mẹ bỏ mang là cái người ăn mang là bò tự chết bỏ mang hết trơn. Nước màu mẹ thắng. Mặn quen rồi. Hồi nãy là cháy cái mẹ có cháy tỏi đổ dưới rồi đó. Cái này lấy nồi nào hấp cái sửng hả bự hả? Có cái sửng đó thôi chứ không có gì nữa. Ừ, lấy sửng bự hấp cái gì? Mày lấy cái nồi nhỏ rồi mày mua ghế mà không mày mua ghế đâu. Ừ, chồng thấy rồi. Trời ơi, mua cái ghế ông nội ơi, mua về rồi rửa để nó treo đó dành. Treo cho. Mốt mày mới mua thêm cái đồ gấp nữa. Ừ. Cái đồ bự gì nè nó kẹp vô. Để kẹp á, để lấy ra đây thôi, lấy ra không được. Kho lạc 4 muỗng. Bàn cá 4 muỗng. Ừ. Đó. Rồi. Chụp bắt lên. Này, này gọi là sông ngư nè. Rồi bây giờ mình sẽ đắp mấy cái lá bí, đậu bí rồi lên nè. Hồi cá lũ vô đám bí kiếm không gặp. Thiệt chứ bộ. Đó, vừa chiến cái dĩa luôn. Mình về ra nữa hả? Rồi, để nắp lại. Thành công. Bây giờ mình sẽ gấp ra, mình phơi. Dạ, cái này cũng giống như cái mứt me mà không vậy ha. Ừ. Công đoạn dữ à. Cái này sao lâu? Phơi cho nó ra thấm đường vô, dẻo lại. Mà này không mình xào lâu hơn mứt me không à. Me không nó xào lẹ hơn. Mứt me mình xào nó gã. Cái hũ này đầy hũ rồi nè các bạn. Như thế này mình quay sên xong. Lập xưởng hôm nay nữa kìa. Đỏ tươi hết rồi. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không khí này là Tết tới. Đã à? Nóng. Thử vậy. Hay quá. Trời ơi nè. Coi ngang á. Coi này nha.
Đó. Thấy không? Trời ơi. Ở này nó nguội mà. Rồi hồi nãy mẹ quên chế ủa nặng miếng chanh nữa đó. Ờ nguội mà. Này nguội. Này, này nóng à. Này nguội. Đó, chiếc cá chín này nè các bạn. Đây là mâm rau sống của mình. Đó, nhìn thấy hấp dẫn chưa? Này mình ăn cơm nha. Nè, đó. Cá với đọt bí nó ra nước nè. Nhìn ngọt nghe không? Dạ để xà bông luôn nha. Còn đây là phần cá he mình kho cháy me này các bạn. Rồi giờ mình tắt lửa đi. Ăn cơm. Đó. Rồi cái mình dầm me ra cái mình ăn cái mình khỏi ăn chanh đó. Nãy giờ gà giỡn với xương xong rồi đó, giờ chơi qua chơi với người. Dầm luôn vỏ đâu có gì luôn. Vỏ luôn à. Đó vậy đó. Rồi nãy mình cũng rửa sạch rồi. Vậy lấy vỏ ra hả? Ăn nhé. Thêm miếng con nữa đi, hai cái muỗng. Được. Hai con cá lóc cũng hai con cá he luôn ha. Ừ. Bốn con. Nào, tứ ngư rồi, hết xong ngư rồi. Xong mời mọi người ăn cơm với gia đình mình nha. Rồi nó bay hết gì rồi? Đấy, còn kìa. Đâu bên kia. Ô nó no, mày đó. Người yêu chim cảnh cho nên thấy chim là phải nhìn. Sao gấp rau không vô? Chưa thì từ thưởng thức. Khởi động. Cá này đặc biệt kho là rất là béo nha các bạn. Ăn đừng có dễ. Cá này ngon lắm luôn. Mình chiên mình cũng để dễ, mình kho cũng để dễ. Ít ai này mà cao dễ lắm. Còn cá lóc nè. Cây gỗ ăn cọng nhỏ vừa vừa rồi nè. Tay cọng cọng bự, cây bự các bạn. Ừ. Cây lên bự. Cây lên bự, múc canh ăn. Tại vì mình học nhiều quá. Gieo nó vậy. Rồi mấy. Nó nồng nồng ta. Mời các bạn dùng cơm nha. Cá lóc đi. Cá lóc. Hấp độc đặc bí à. Đặc bí mới hái vô cái đập bọp luôn á. Cá ngay à. Cá ngọt mà bí cũng ngọt. Đây cái này mình chấm với cá này ăn béo. Nước mắm trong. Béo dùng mình luôn. Ủa sao này nó phải... Rồi xin mời cả nhà. Sao nó nồng nồng hả? Cái gỗ mà. Nhớ hồi mà lần ăn đâu có nồng đâu. Chỉ có ăn thôi. Ăn dưới đó. Nó bành bành đó. Nhẫn nhẫn. Nhẫn này này chưa đến nhẫn nè. Nó già lên chút nó nhẫn. Cá he ăn ngon béo mà bị xương dâm. Cái đó người thì người già già là thua. Đó, mẹ cũng thua luôn. Nó ăn kỹ ăn chậm. Ăn nó... chậm. Vừa ăn mà vừa nói chuyện. Ừ. Đang hồi. Đang hồi nuốt liền. Đúng không, niệm Phật niệm gì? Thì đi vô, bước vô tới cạnh cổng chùa là niệm Phật. Vô chùa nhân nhân cha già con. Cái đó mẹ không biết. Amen à. Amen, tinh thần. Amen. Amen. Đợt mới đám cưới về 17 29 chứ. Ý. Ờ 20. Đưa về trển. Cái sáng mùng 1 bà nội nó bắt đi lễ. Cái ngập ngừng cái ông yêu đi đi để bà dặn à. Đi vô chổng người ta làm sao mình làm vậy. Cha dặn mẹ nha nha. Đi vô. Cái người ta đứng phân tay phân tay. Người ta làm gì đó, gì chấm vậy nè, rồi cũng làm không biết chấm hướng nào nữa. Rồi người ta quỳ gối thì mẹ quỳ gối, đi một lần duy nhất, không đi nữa. Về, cười chết, không vô đi đi, đi để má bà giận. À, đi vô người ta làm sao làm vậy. Tôi kìa đi đám cưới nhỏ cháu, mấy anh ta cũng quỳ giống giống, hồi tôi mỏi tôi đau giò quá, tôi bẹp luôn. Người đau ấy mà. Ở đám cưới ở Vũng Tàu. Ừ. Quỳ theo chứ có biết gì. Ừ, làm theo. Nó ngủ cái sàn ngủ ngon lắm, ngủ trong cái sàn ngủ không à. Quỳ đau mà ngồi vậy có sao đâu.
rồi với lần nữa mẹ vô nhà thờ về với cha là năm nay con nhiêu tuổi là đi có hai lần thôi. Lần thứ nhất là mẹ bà ngoại bà nội biểu đi, lần thứ nhì nữa là ông nội mất. Đi vô ngồi làm lễ đặng đi mấy ngày ta, nhiêu ngày đó đi vô đặng đưa về cho. Ừ đó, ông Tư cũng có làm sao hai lần cũng vô nhiêu nhà thờ hả? Không, ổng là kiểu như có đạo nhưng mà không có trong họ đạo. Còn ông nội con là không phải. Là có làm ở trong đó. Có trong chức sắc ở trong đó không? Ừ. Ở trong một cái gầm. Ở trong một cái nhà thờ có một cái nhóm kiểu như ai sao đó. Sao quá con quên. Là có như một người này mất con là mấy người kia sẽ tới nhà đọc kinh này họ. Như tổ như nhóm vậy đó, một đó, tổ vậy đó. Đúng rồi đó. Còn trai con có đạo thôi chứ đâu đi nhà thờ. Ông cha con á, ông nội hôm ông nội mất á, chưa mất ông đóng buồn thành ra không có đi nhà thờ, không cho con đi luôn á. Là lúc mà ông còn sống á, ông nội Tấn còn sống á, có nói vậy là ở chển nó đưa xuống đây nè, rồi ông cha ở chển á mới điện xuống ông cha dưới này là đi lại làm lễ cho ông đang đưa ông xuống. Cái ông cho đây á mắc công chuyện hồi trước á là nhận rồi, rồi tới ngày đưa xuống á thì ông này mắc công chuyện điện vô ông kia, ông kia ra làm sao làm gì chậm trễ không gì đó, mắc công chuyện gì đó. Ông giận, ông không đi nhà thờ luôn, ông không cho thằng này đi luôn á. Ông buồn, ông khóc luôn á. Ông không á, cha thằng Tấn á. Ý ông nói là không nhận cái lời nói thôi, nhận phải làm. Cha con á. Rồi rồi, mất xương rồi sao, cho mất tiêu luôn. Nó mất tiêu rồi vậy đó. Nhắc tới mất sườn có nhớ cái bà lần này hoài. đang đi lên ta lên ta vẫn kêu vô vuốt heo cho bà. Bà tử đâu còn đe ngược. Tại vì con biết là bà hai đó là nhớ là thằng Phúc. Hết đâu? Đằng xích đằng này nè, đằng cống này nè. Hết không ta? Hết, ai biết đâu. Nhớ thấy đâu. Xin tích tôi. Nó đe ngược mà vuốt cái mất cổ á. Con heo đang nằm thở thì heo bà cũng bự rồi. Mất cổ hay gì mà nó bị mất cổ. Mày ơi, mày bái với người ta. Nó ăn hết không? Không có nhận kêu không Út ơi? Như ngựa vậy. Thân hình con chó, tên con gấu, mà tính như con ngựa. Tối hôm qua ngào món này, hôm nay có uống rồi nè. Này lẹ hơn cái mức. Cái này mới sao hôm nay có uống không các bạn? Tại vì vô keo nó còn dư miếng mè nè, mới có uống. Uống rồi mà uống ngon quá thì sẽ hết trước Tết nữa. Này mình sẽ khỏi để đường quá như chút. Đường nhiều để nó tan đồ á. Tắt này kia, tắt ngào đường. Ăn xong quậy quá trời quậy luôn. Ăn xong quậy quá trời quậy luôn. Mời mọi người dùng nước với gia đình mình ăn chú ý. Làm sao? Buồn quá. Sao? Sao chút? Nè, uống giải tiêu. Vậy đây là chua hả? Không có chua, không làm gì giống chua. Đâu phải chua thử đâu thử. Không có chua, dễ gì chua. Có cái gì the nó không tiêu. Nhẫn. Thơm chứ không chua. Không chua. Mày ai không quen gì này là uống được. Không mà được, uống được. Mặn mặn ngọt ngọt nhớ rồi. Uống đá mứt tắc chị Mai ơi, chút làm đây. Ông quá.
Ê, chú phải uống ly rượu mà để vô vậy á, lão quá ăn. Uống này chút xíu đó bụng nè. Ừ. Thà hết chiếc này tới chiếc kia. Làm như nó mọc găng á. Ngứa. Ừ. Chứ con làm vậy. Mày đưa chân giá có chân giá. Đúng lòi nó chứ. Lì. Đúng lòi lì. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Gấu, quay lại đây, chào cô bác đây. Dạ các thầy. Dạ. Gùa, gùa. Đó, giỏi. Giỏi, 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 giỏi. Tới kia. Tới kia. Tới kia. Ừ, tới kia, giỏi. Tới kia. Hả? Con chạy nước mắt rồi. Dạ.